Thưa quý vị và các bạn, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động đã ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, môi trường đầu tư của tỉnh được cải thiện đáng kể cùng những chính sách ưu đãi nhằm thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước đã giúp cho Hưng Yên đón nhận các nguồn vốn đầu tư lớn tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong 6 tháng đầu năm 2024, số dự án thu hút đầu tư và điều chỉnh tăng vốn đạt gần 1,5 tỷ đô la Mỹ. Đây là kết quả cao nhất từ trước đến nay. Điều này đã chứng minh cho những nỗ lực trong việc thu hút đầu tư của tỉnh Hưng Yên. Một trong những điều kiện tiên quyết để có được kết quả ấn tượng trên là tỉnh Hưng Yên đã kiến tạo môi trường đầu tư thuận lợi. Ngay từ đầu năm 2024, tỉnh đã ban hành kế hoạch số 31 về việc triển khai các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2024. Để tăng cường sức hút đầu tư vào tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung tháo gỡ bất cập pháp lý trong thực hiện dự án đầu tư, nâng cao chất lượng cải cách, danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý, đẩy mạnh cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa và triển khai hiệu quả cổng thông tin một cửa quốc gia. Cùng đó, tỉnh tăng khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn cho doanh nghiệp, hoàn thiện chính sách nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh hướng tới phát triển bền vững, đồng thời nâng cao chất lượng các dịch vụ phát triển kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực hiệu quả chỉ đạo, điều hành, kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong việc giải quyết công việc. Năm 2023, chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI đứng thứ 12 trên 63 tỉnh thành phố cả nước. Tỉnh cũng đứng thứ tư bảng xếp hạng chỉ số xanh PCI năm 2023. Tỉnh Hưng Yên đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương quy hoạch phát triển 17 khu công nghiệp với diện tích gần 4.400 ha và 26 cụm công nghiệp được thành lập với tổng diện tích trên 1.250 ha. Trong 3 năm qua, tỉnh Hưng Yên đã giải phóng mặt bằng và bàn giao gần 3.000 ha đất cho các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và gần 500 ha đất cho các chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp. Các khu công nghiệp của tỉnh Hưng Yên có khoảng 532 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 33.500 tỷ đồng và hơn 5,5 tỷ đô la Mỹ. Các dự án trong các khu công nghiệp như khu công nghiệp Phú Đô A, khu công nghiệp Thăng Long 2, khu công nghiệp Minh Quan, khu công nghiệp Yên Mỹ tập trung vào các nhóm ngành nghề, lĩnh vực chủ yếu cơ khí luyện kim, sản xuất máy móc thiết bị, sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy, sản xuất sản phẩm điện điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học. Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic, sản xuất chế biến thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, dệt may và da giày, bao bì. Các nhà đầu tư nước ngoài đăng ký đầu tư vào trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên từ vị trí quốc gia, vùng lãnh thổ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Ý, Đức, Thụy Sĩ, Canada, Singapore, Hà Lan, Thái Lan. Các dự án đi vào hoạt động đã tạo việc làm cho khoảng 76.000 lao động. Trong quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mục tiêu đến năm 2030, Hưng Yên phát triển nhanh bền vững, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô kinh tế, trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước, theo hướng trở thành một đô thị thông minh, xanh, môi trường sống tốt, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại. Công nghiệp thuộc nhóm phát triển mạnh của cả nước, đây là điều kiện thuận lợi để Hưng Yên thu hút các nhà đầu tư, nhất là những dự án có ý nghĩa quan trọng, chiến lược trong nâng cao chất lượng đô thị, dịch vụ, thương mại, phát triển công nghiệp công nghệ cao. Những định hướng đúng đắn trong thu hút đầu tư đã đưa Hưng Yên trở thành những điểm đến được các nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn. Nửa đầu năm 2024, hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có nhiều khởi sắc đáng mừng với 32 dự án đăng ký mới, tổng vốn đăng ký 544,29 triệu đô la Mỹ. Đến nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã thu hút được 578 dự án vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động với tổng vốn 7,5 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, Nhật Bản là quốc gia dẫn đầu về số lượng dự án và số vốn FDI đăng ký đầu tư vào tỉnh. Cụ thể, Nhật Bản có 176 dự án vốn đăng ký 3,8 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 50% tổng vốn đăng ký tại Hưng Yên. Thứ hai là Hàn Quốc có 154 dự án vốn đăng ký trên 900 triệu đô la Mỹ, chiếm trên 11% tổng vốn đăng ký. Thứ ba là Trung Quốc có 151 dự án vốn đăng ký 1,1 tỷ đô la Mỹ, chiếm trên 15% tổng số vốn đăng ký. Hướng tới là một trong những địa phương dẫn đầu về thu hút đầu tư nhất cả nước, tỉnh Hưng Yên đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng đẩy nhanh tiến độ triển khai và thi công một số dự án giao thông trọng điểm, tập trung đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng,
và xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chú trọng công tác xúc tiến thương mại đầu tư và kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là các tập đoàn lớn nghiên cứu hợp tác đầu tư lĩnh vực có thế mạnh và tỉnh có lợi thế cạnh tranh, để Hưng Yên sẽ tiếp tục thành công trong việc thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, tạo sức bật cho sự phát triển kinh tế của tỉnh trong thời gian tới.